Để công bằng thì không biết là em cho em mượn cái điện thoại của anh chị nào đúng không ạ? Hay là để em dùng điện thoại em? Hay quá. Có khán giả rồi. Anh tự động kết nối, anh trải nghiệm đi, em chỉ giúp anh cầm di chuyển thôi. Được không ạ? Rồi. Thì bây giờ anh duy anh mở cái chỗ này ra để thấy sóng wifi của em cả. Mở cái chỗ sợ tí tách sóng lên. Chỗ nào? Cái chỗ tí tách sóng ấy trên máy tính của anh ấy, tức là để vào wifi. Cái phần công khai này được. Rồi, ok. Anh nhìn thấy hai cái mạng ATI WC và ATI CB ạ. Đây là trong hai sóng này bên em đã đưa hai công nghệ khác nhau rồi. Cái công nghệ thứ nhất này. Anh mở lại cái wifi cho em này. Cái ATI AWC này là công nghệ wireless controller bình thường giống như tất cả hãng khác. Và CB này chính là công nghệ độc quyền bên em. Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử cảm nhận hai lần anh kết nối vào wifi xem sao đúng không ạ? Đầu tiên anh xin kết nối vào ngoài mạng này xem. Password cả hai mạng đều là từ 1 đến 8. Em sẽ công bố password bởi vì yên tâm là không có internet trong đấy. Bây giờ thoải mái, anh chị vào thoải mái. Là 61.73 đúng không? Đợi tí anh đang vào. Rồi. Mấy người vào? Video này nhảy lên thôi nhé. Đợi tí anh vào. Bao nhiêu? Xiaomi à? Rồi cho em đợi. Không sao anh cứ để. Con xem lên mắt. Đây nhá. Để anh đẩy lên. Mắt của anh là DC78 đúng không ạ? Cho em mượn thiết bị của anh nhé. Ok, DC78 đây. DC78 của anh. Đây đây. Lên rồi đấy. Đây. Thiết bị máy của anh ở đây đúng không? Thì giả sử anh đang kết nối vào bên này. Đúng không ạ? Đây anh đang kết nối cái mạng AWC đúng không? Tức là công nghệ bình thường, wifi giống tất cả các hãng. Bây giờ kể cả em có di chuyển sang AVP này, em di chuyển thật gần đi, em đưa hẳn sát vào AVP này đi, chúng ta có thể chờ thêm khoảng 20 giây xem sao, xem anh có được di chuyển sang AVP này hay không. Đúng rồi. đây là đã đi xong quê bạn gái rồi mà. Ok. Nó chạy qua cái Vista em. Cái Vista nó đã chạy qua khoảng 3 lần probe nhưng mà độ cao thiết bị của anh vẫn đang stick vào thiết bị access port ở xa. Bởi vì lý do là với công nghệ thông thường multi channel ấy thì trong cái phòng này thì anh đã dính vào con nào thì anh sẽ đi ra con đấy. Vân trỏ trên màn hình cho mọi người thấy là đang dính. Đây, thiết bị của anh đây, anh đang được kết nối vào AVP bên này, đúng không? Và em có di chuyển sang bên này đi chăng nữa, cũng không thấy thay đổi, đúng không ạ? Rồi, đấy là công nghệ giống các wifi bình thường, đúng không ạ? Tất cả các hãng nào cũng đang như vậy. Nó gặp vấn đề đơn giản bởi vì mỗi con AVP này là một cell. Khi mà anh chưa ra khỏi cell đó, khi em chưa ra khỏi vùng phủ của nó, thì nó sẽ không nhảy ra. Ok, tất cả các hãng. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đây là cái mạng CB, tức là công nghệ độc quyền của Align, xem một điều khác biệt sẽ xảy ra đó là cái gì. Anh vào giúp em cũng từ 1 đến 8 có thể sẽ phải nhập 1 đến 2 lần anh nhảy vào. Rồi anh sẽ mắc của anh mắc của anh 2E2F đúng không? 2E2F đúng không ạ? Rồi ok, em vẫn mượn máy anh, em không tác động gì máy anh luôn nhé. Anh đang ở đứng ở đâu ạ? À đây rồi, ok, hay quá. Anh Văn đúng không? Anh đang đứng ở đây. Okay. 11. Em cái chân em hỗ trợ anh thôi, di chuyển. Thì cho phép em di chuyển sang gần AP này hơn. Qua chưa? Ok. Anh bật đúng 2EIF thôi phải? Bật đúng. Rồi, ok. Đúng không ạ? Anh đã thấy di chuyển đúng không ạ? Thêm nữa, đó mới chỉ là vấn đề di chuyển thôi. Chúng ta vẫn chưa biết là nếu anh có gọi điện thoại thì có rất khó đúng không ạ? Anh mở giúp em cái màn hình này. À thôi để anh. Anh xem giúp em cái IP của cái thiết bị của anh là bao nhiêu ấy. Cái màn hình này nó refresh hơi chậm. Anh cho em xin cái IP của anh. Chưa thấy nhận IP chưa? Chưa thấy nó hiện IP nào. Nó refresh hơi chậm. IP là 192.168.10.21. Rồi, anh ping đấy. Rồi, ok. Cho em đứng lại gần bên này đã. Chúng ta làm từng bước một đi. Rồi, tạm ping. Từ từ đợi nó tìm nó đi khách. Rồi, em đứng bên này đúng không ạ? Em đang đứng. Đây, anh nhìn thấy thiết bị của anh đứng bên này đi ạ. Rồi, ok. Em xin phép di chuyển từ từ một chút. Nhớ đâu trong cuộc gọi này mình lại rớt câu nói nào yêu thương.
Ok, anh vừa nhảy sang bên này. Đây, anh có thể nhìn thấy danh sách kết nối của bọn em đến máy của anh, đúng không? Chưa hề rớt một gói nào. Chúng ta thử lại lần nữa. Lúc này nói xong rồi, yêu xong rồi, chạy nhanh hết. Đây là yêu lại này. Lúc nào mà đang cãi nhau là mất gói tin. Ok, cái màn hình để cho nó reset một lúc. Chưa, review chưa nhảy. Cái màn hình bên kia thì nó sẽ nhảy nhanh hơn bởi vì đấy là tool nội bộ của hãng bên em. Đây, đây. Rồi đấy. Tool nội bộ của hãng bên em thì nó sẽ nhảy. Rồi. Ok, rồi anh đã thấy nhảy lại xem này. Nhưng từ nãy đến giờ anh kiểm tra gói tin chưa hề dâng bất cứ một gói nào. Ok, em chỉ dừng lại đây. Em xin phép cảm ơn anh Văn về cái chiếc điện thoại của anh. Em cảm ơn anh.